Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay sẽ quay cho quý vị và các bạn xem các em chó Phú Quốc. Rất nhiều người đề nghị, hôm nay sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đây, bây giờ sẽ quay video 8 em này cho quý vị và các bạn xem này. Đấy, thì chó Phú Quốc thì chúng ta lưu ý, nói chung là chó nào cũng vậy thôi, cứ một tháng là chúng ta sửa run cho nó, bởi vì chó nó hay gặp linh tinh nhé, một tháng là nó đã có run nhiều trong bụng nó rồi. Thứ hai nữa là khoảng 20 ngày sau thì chúng ta tiêm phòng 5 bệnh cho nó, và sau đến một tháng chúng ta tiêm phòng 7 bệnh cho nó, thì chó sẽ rất là khỏe mạnh, cho đến một tuổi chúng ta mới phải tiêm phòng lại. Trừ trường hợp trong khu vực chúng ta ở, chúng ta thấy nhiều chó bị dịch bệnh quá thì chúng ta có thể tiêm phòng lại sau 6 tháng thôi. Cơ bản thì tiêm hai lần là đã tiêm được hai lần là hầu như không có con nào bị bệnh nhé. Mà chúng ta không nên để đồ bẩn trong cái khu vực vui chơi của nó, trong cái chuồng gà này em quét luôn đi. Nó sạch sẽ. Thực ra thì nuôi chó về cơ bản rất là dễ, quan trọng là mình biết cái cách chăm và cách tiêm phòng cho nó thôi, thì nó không có nhiều bệnh như kiểu gà đâu. Gà thì nó khó hơn nuôi chó. Cái mùa này ở ngoài Bắc lạnh, mình chúng ta nên che chắn cho nó ở nơi kín gió và thắp bóng điện cho nó. Em cứ mua thêm bóng điện nó thắp cho cái đàn này nhé. Mình thắp bóng điện thì kể cả khi mình quay phim trong đấy nó cũng sáng. Còn ai thích em nào thì cứ gọi điện thoại cho chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi đang ở trên, thì chúng tôi sẽ đọc giá từng con một cho quý vị các bạn xem. Còn nếu cần hỏi gì chúng ta cứ để lại các comment bình luận về chữa bệnh cho chó hay là sinh sản hay bất kỳ cái gì, thì chúng tôi sẽ gửi đường link cho quý vị và các bạn. Với cái tuổi này nó hiếu động, nó nhai lung tung, mà nhiều khi nó còn ăn cả cao su trong bụng, rất là nguy hiểm quý vị. Ăn xương, ăn trước và nữa rất là nguy hiểm, nên là chúng ta phải để khu vực vui chơi của nó cho nó sạch sẽ. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ quay cụ thể từng con cho quý vị các bạn xem nhé. Rồi bây giờ chúng tôi xin chào quý vị các bạn, bây giờ chúng tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem từng em một nhé. Quay đặt số thứ tự cho nó cũng hơi giống nhau này. 2, 3, 4, 5, 6, 8 con. Đây con này này. Đây con này không, không con này này. Đó, con này. Con này được hay cái? Cái. Cái này. Con cái số 1 này. Xoáy gì? Con xoáy đã. À, xoáy kiếm này. Lưỡi à? Để xem quay từ từ. Lưỡi đen xì luôn quý vị, lưỡi đen với cục than. Rồi, em số 1, cái lưỡi đen. Đừng có cắn tôi. Đây, số 1 đây, kiểm tra lại đúng không, nhét rồi. Đúng rồi, có một xong, cẩn thận mấy con khác chạy theo á. Quên đi chứ, không lại lấy cái lồng này. Tí nữa nhiều, khó. Số 2 hình như đây ha. Phải không? Đấy, đúng rồi, em số 2 con được hai cái. Được. Số 2 được. À từ xoáy một xoáy. Xoáy kiếm luôn. Xoáy kiếm luôn. Đấy. Đấy bình thường. Mấy có đúng không? Em có đúng không? Bây giờ chưa có đúng. Tại chưa có hoặc là bên sâu. Em làm số 2. Được.
Rồi em số 3. Được luôn. Có cao đẹp trai. Xoáy gì? Kiếm luôn. Rồi tam lưỡi. Lưỡi đen. Lưỡi đen xì luôn. Như cục than. Rồi ok. Số 3. Đây chắc phải treo cho nó một cái bóng điện bên trong ấy. Đực, đực, đực. Con số 3 đực. Số 4 này. Ui, xỉn mặt rất là nữ tính. Xinh đẹp. Phải kiếm luôn. Rồi. Lưỡi đốm, lưỡi đốm nhiều ấy. Đốm nhiều rồi, ok. Rồi. 4 cái lưỡi đốm. Số 5 đập. Số 5 đập. Cái kiếm. Lưỡi đen xì. Số 5 lưỡi đen xì. Rồi. Số 5 lưỡi đen. Số 5 lưỡi đen đập. Còn 3 em nữa. Cái lửa này 8 em. Em 6. Được, cái 6 được luôn. Đâu đâu. Cái đen luôn. Có 6 lưỡi đen thì thôi, 6 lưỡi đen. 6 đực lưỡi đen. Số 7. Đực. 7 đực luôn. Cái kiếm, còn phần 3 là cái kiếm hết. Kiếm như cục than, hoành tráng nè. Ok. Cái số 8. Cái xoay kiếm à. Lưỡi đen luôn. Lưỡi đen xì. Con cháu nhà cọp lưỡi đen là phải à, cháu toàn lưỡi đen. Lưỡi đen chiến đa số. Rồi. Rồi. Ở ghi ghi em này. À, như vậy là chúng tôi đã ghi xong từ số 1 đến số 8. Ai thích em nào thì cứ điện thoại cho chúng tôi theo số điện thoại mà chúng tôi đang ở trên. Chúng tôi sẽ báo giá cho quý vị và các bạn từng em một. Nhà Trang trời hơi lạnh cho nên là phải mặc áo khoác rồi quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào chuông có chữ tất cả để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.